Chào mừng các bạn đến với chống diễn biến hòa bình, các bạn thân mến. Người ta tự hào con mình học giỏi, thành đạt, được xã hội trọng dụng, còn mẹ Phạm Đoan Trang lại tự hào hãnh diện về thành tích chống phá đất nước. Có người mẹ chẳng phân biệt được đúng sai, phải trái thế này thì bảo sao Phạm Đoan Trang không ngông cuồng, ngày càng ảo tưởng chứ? Chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết Con hư tại mẹ là có thật với mẹ con phản động Phạm Đoan Trang bài viết của dương thùy trang mẹ tên thiện căng con gái thì đoan trang toàn là những cái tên đẹp thánh thiện mỹ miều tiếc là cái tên lại không như bản chất bên trong của con người mang tên đẹp nhưng hành động thì chẳng đẹp chút nào toàn là rẻ rách phủ mặt kiếm tiền đúng là ông bà ta từng nói con hư tại mẹ mẹ nào con nấy chẳng có sai phạm đoan trang khoác lên mình chiếc áo dân chủ được mẹ mình cổ vũ hùa theo ủng hộ nhiệt tình sự nhiệt tình của bà đã đẩy con mình vào vòng tù tội thay vì được hưởng tương lai tốt đẹp như bao người có ăn học khác thêm vào đó là các anh bbc việt tân bơm cho chút ảo tưởng tân bốc hết lời thế là bệnh ngáo ngày càng nặng hết thuốc chữa mới đây trang bbc tiếng việt đã đăng tải thông tin về việc mẹ của phạm đoan trang được tài trợ bay sang Thụy Sĩ để nhận giải thưởng nhân quyền Martin Ennard 2022 cho con gái mình. Nhận giải thưởng đứng cạnh đám dân chủ hải ngoại, bà ra vẻ đầy tự hào hãnh diện về con gái vàng của mình. Tôi cực kỳ tự hào về sự dũng cảm cũng như sự đóng góp của con gái tôi và công cuộc dân chủ hóa đất nước. Người ta tự hào con mình học giỏi, thành đạt, được xã hội trọng dụng, còn người mẹ này lại tự hào hãnh diện về thành tích chống phá đất nước có người mẹ chẳng phân biệt đúng sai phải trái thế này thì bảo sao phạm đoan trang không ngông cuồng ngày càng ảo tưởng chứ liệu bà mẹ tóc bạc phơ này còn sức khỏe bao năm nữa để lặn lội nuôi con trong tù cẩm nang nuôi tù có dịp đọc đến trang cuối hay không cái giá kết cục của những kẻ phản bội tổ quốc chống phá lại sự bình yên của đất nước mình thì chẳng bao giờ tốt đẹp cả